Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món ăn mới của ngày mới là món hủ qua dồn đậu hũ, là một món chay. Trước tiên là mình bắt cái chảo nước sôi lên, cho một chút muối, ngọt. Nước nó sôi lên mình trụng hủ qua. Mình cho hủ qua vào. Nó sôi lên mình trụng. Cái này là thứ nhất là mình khi mình trụng hủ qua rằng cho nó ra bớt cái chất đắng ở trong cái trái hủ qua, mình luộc nó nữa. Rồi sau đó mình vớt ra rổ cho nó ráo, cho nó sôi lên nó chín một chút đi nha. Rồi cái khâu ở đây thì mình chuẩn bị làm nhân. Ở trong cái nhân xào dồn hủ qua này nó gồm có đậu hũ tươi. Đậu hũ tươi mình sẽ bóp nhuyễn. Nhớ là khi đậu hũ tươi mua về mình dằm cho nó ráo bớt nước như quý vị. Bớt cho nó nhuyễn ra, nó tơi ra. Tiếp đó là mình cho củ đỏ, cà rốt, mình bầm nhuyễn. Hành lá. Nấm đông cô ngâm cho nó mềm ra. Bởi vì ở trong cái hương vị nấm đông cô này nó sẽ làm tăng cái mùi nhân đậu hũ lên, nó thơm. Rồi tiếp theo là nấm giòn. Nấm giòn này nó cũng làm cho cái nhân nó có hương vị giòn giòn thôi, chứ còn mùi vị thì nó không có. Mình ăn ở trong cái nhân nó đỡ ngán. Bởi vì đồ chay của mình thì tất cả đều là đậu hũ, rau, củ quả. Nó không có giống như cá của người ta xây. Cho nên mình làm mình gia vị nó gườm gà hơn. Một ít thôi. Rồi mình cho một ít bắp. Bắp vàng nha quý vị. Sát ra, sát nhuyễn ra nửa trái thôi, không cần hết nguyên trái. Cái hương vị của bắp này nó làm cho cái nhân của mình nó ngọt. Có thể có khi mình không cần nêm đường luôn cũng được. Rồi, nửa trái bắp thôi. Nêm gia vị. Ở đây mình có hạt tiêu xay nhuyễn. Một ít tiêu. Một muỗng bột ngọt nhỏ thôi. Hai muỗng hạt nêm nấm hương. Hơn một muỗng thôi, hai muỗng sợ nó mặn. Hơn một muỗng được rồi. Nhân mình làm ít chứ không có nhiều. Rồi, tất cả mình trộn đều lên. Rồi. Phần nhân rất là nhanh các em, các bạn ngon mà rất là nhanh.
gọn lẹ. Tiếp tục là mình sẽ lấy khổ oai ra, mình luộc mấy giờ đó. Cho khổ oai ra rổ, xả với nước lạnh để cho nó nguội lại. Bởi vì cho nó nguội để mà mình dồn cho nó dễ. Qua dớt ra xong nữa rồi mình dồn nha các bạn. Một món chay khổ qua dồn đậu hũ, nó đơn giản nhưng mà nó cũng làm tăng khẩu vị cho bữa ăn của mình hàng ngày. Bởi vì ăn chay thì mình phải sáng tạo, phải chế biến. Ở trong cái nhân này là gồm có đậu hũ, cà rốt, nấm giòn, nấm đông cô. Có thể mình để thêm đậu hũ kỳ tươi, ngâm cho nó mềm. Nó mềm rồi mình sắc vô cũng được cho nó dai. Nhưng mà cái này mình không có đậu hũ tươi, thì mình làm đậu hũ, không có đậu hũ kỳ, mình làm đậu hũ tươi thôi. Hũ qua mình chọn cái loại hũ qua trái nhỏ gọn, ăn cái khoanh hũ qua nó không có bị ngán. Làm rất là rọn mà đơn sơ, dễ làm lắm. Mình dồn xong, xong mình bắt cái nồi nước lên sẵn rồi, xong cái bắt đầu mình hấp luôn. Mình hấp cách thủy cho cái đậu hũ này nó dai lên. Mình hấp ở trong cách thủy lâu khoảng chừng nửa tiếng, hơn nửa tiếng thì đậu hũ nó sẽ rất là dai. Y như mấy người mà người ta làm chả cá vậy đó. Nhưng mà ở đây là mình dồn đậu hũ, mình ăn chay. Vì vậy mà cái món hũ qua hầm này dành cho người ăn chay cũng rất là thuần khiết, bổ dưỡng. Nó chế biến cũng nhanh gọn lẹ cho bữa ăn hàng ngày của mình. Rồi, khi mình dồn hũ qua xong, nước sôi lên, mình sẽ hấp hũ qua. Mình hấp ở trên cái nồi nước cách thủy, ở trong đây mình có cái dĩ. Mình để hũ qua vô rồi bắt đầu mình cho nước sôi lên, càng sôi càng tốt. Bởi vì nó sôi nhiều lên đậu hũ nó sẽ rất là dai. Hũ nó sẽ rất là dai khi mà mình để nước nó rất là sôi. Mình hấp ở trong vòng khoảng 1 tiếng. Khi lâu quá thì nó cũng ngon. Nó cũng dai, càng dai, lâu càng dai. Dai đậu hũ hơn. Rồi, mình đậy nắp lại. Tốt. Lửa sôi lửa lớn. Nước này là mình hấp bằng lửa than khoảng 1 tiếng. Rồi xong. Hai của mình đã luộc xong. Thì khi mà luộc xong rồi đậu hũ nó dai rồi, mình có thể ăn nóng, mình ăn khô như vậy cũng được. Và một việc nữa là mình muốn ăn canh đó, thì mình sẽ nấu nước súp. Trong đó gồm có mướp, củ cải,
củ cải muối rồi, hoặc là củ cải trắng, củ đỏ, nấm rơm. Mình sẽ nấu nước ngọt rồi mình thả nó vô thì mình sẽ có được một tô canh hũ hoa hồng rất là tuyệt vời. Mời các bạn thưởng thức nha. Mình có thể cầm một cú hũ hoa như thế này mình ăn luôn cũng được nữa nè. Khi mình vừa hấp ra xong nó còn nóng lắm, nó ngon lắm, nó rất là ngon, mình ăn liền cũng được nữa. Đây, cái cuốn hũ hoa của mình xin mời.